Và liệu có Bách về kịp hay không đây khi mà team vô địch vẫn đang có team bóng mầm mò, và bây giờ thì Đạt Lù đang là player rất gần vị trí của Dion, thậm chí phía sau của Dion còn có những người bắn ngược lên nữa. Khó cho Dion ở trong tiếng này, và Dion chỉ còn 45% máu thôi. Và bây giờ một tiếng xây đến chỉ có hit play cổ và xây mượt mà như cái bộ vi xử lý của Kèo vậy. Và như vậy thì Dion đã phải nằm xuống rồi. Tiếp xía mất đi một người và họ chỉ còn đó là hai player nữa trong trận đấu này chúng ta. Tình huống đứng kẹp giữa cả bốn thành viên thì làm sao có thể sống nổi đây. Và bây giờ thì đến với team Senna, cách di chuyển của họ đang phải vượt qua đội từ phía team Aleo, nhưng vượt thế nào được, chắc chắn sẽ có những người phải bỏ mạng lại và ba thành viên kẹt lại sau một cái hõm. Và nếu như từ phía team Aleo trả vào những kết quả đấy có thể sẽ gây đến rất nhiều những cái khó khăn cho team Senna. Nhưng coi vào knock out vị trí của Aleo và có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đâu khi bờ cũng đã cấu đến một người. Mắt đại bàng bị knock out theo vị trí của coi. Bây giờ thì team Aleo đang muốn làm gọi các thành viên từ phía team Senna, một góc và lốc lại hoàn toàn vị trí của đối phương. Quả nết từ vị trí của Aleo có thể bắt được cả hai người, và hãy cùng chờ đợi xem quả nết này sẽ hướng về vị trí nào đây. Nhưng nó chui thẳng vào phía bên trong, và team Senna họ đã rất cố gắng rồi nhưng chỉ có vị top thứ 16 mà thôi. Vâng, một cái hố bắt đầu chôn vùi hoàn toàn người ngay đây bên phía team Senna. Đầu trận đây để có thể mà nắm bắt thông tin có thể bị bên team Zigu, và vừa rồi thì Basil đã bị knock out của Cloudy. Vâng, dí bằng đét luôn, đó là cái tên bên phía team Cloudy đuổi theo đuổi công bên Basil để có thể lấy đi mạng của team Basil. Tài con đã phải nằm xuống rồi, bây giờ lại một lần nữa nhím là player cuối cùng. Vâng, nhím còn ít máu lắm rồi, bây giờ nhím đã phải nằm xuống, phải đó là team 15 dành cho team của Basil. Team Turtle thì phải đang là những player bị pho cướp vào. JN suýt chút nhưng mà chỉ một phải. Bây giờ thì JN sẽ ưu lại cho mình mua bóng cơ bản. Nhưng quay trở lại bên Crowley knock out được Gimax. Nhưng Zigu đổi được mạng của béo rồi. Ăn miếng trả miếng đi cười như bên Crowley. Và cả đó là Zigu. Nhưng bây giờ thì Crowley knock out. Và đó là Zigu đang thể hiện cực kỳ tốt ở trong ngày đấu hôm nay. Và Crowley chỉ có một thành viên nữa thôi là Disgusting, và một pha thi đấu clear hoàn toàn đến các thành viên bên phía team Zigu. Và Zigu làm mết ở trong đấu vừa rồi. Một mình thì có được 4 kill và Crowley phải dừng lại ở vị 14 trong trận đấu này thôi. Team mèo Uzu đi chúng ta có cơ bản chia sẻ nó sắp nổ rồi. Team dây leo vẫn đang hạn chế rất nhiều tình huống giao tranh khi mới team kill đem về đó. Trong khi đó thì JN knock out vị trí của Sa, tiếp đó là cả Zigu. JN một tình huống double knock out cực kỳ gọn ghẽ, bắt đến hai thành viên. JN chỉ còn lại một mình ở thời điểm này khi Wyatt vừa bị knock out và đang chờ để được cứu lên. Chưa thì một viên đạn nó chính xác vào thành viên bên phía đối phương cả. Và bây giờ thì trả thêm cả những quả ổi ra nữa để cho đối phương có thể hậu chân lại. Nhưng bây giờ thì đẹp tù và một tình huống save tốt và hạ gục được chỉ của Marit rồi. Vâng, băng qua hàng rào đến tiểu Marit và khiến cho anh chàng này bắt tù nằm xuống tơ tổ đâu đó chuẩn đồ. Lab của họ cũng chỉ mang về cho mình đó là cái top thứ 13 thôi. Và Tini vừa rồi đã bị knock vào bởi Hulk vô địch nhờ. Có thêm người thứ ba đứng ra để có thể mà giảng hòa cho đến cái bên phía team Aleo hay thậm chí là cả team của Depsu ở trong tiếng này. Khu vực nhà mà có rất nhiều đội tuyển đã góp mặt ở đây, gần như là bắn xong được một team thì sẽ còn những cái tên khác góp mặt vào, những cái xoay sở là cực kỳ nhiều. CV đang muốn đẩy ở phía trước, một tiếng đứng trước cửa hơi hở nhưng không sao cả, vẫn có thể xoay sở tiếp trong tình huống đó. Và rất nhiều tuyển thủ đang phải nằm ôm bụng và tạm biệt cuộc chơi trong trận thiếu này khi mà liên tục giao tranh đang nổ ra trên khắp bản đồ. Bây giờ thì với các thành viên từ phía tây bóng, ok, cái chuyện gì xảy ra với Yuning vậy? Một quả molotov ném thẳng cửa và Yuning ơi tự hủy tình huống ném molotov vừa rồi. Và nếu để thua tình huống này thì cực kỳ là đáng tiếc. Nhưng với team Aleo, tất cả thì họ cố gắng sẽ chỉ có những được top thứ 11 mà thôi. Còn phía bên này thì team của Long Ca họ cũng đang có những tình huống thủ nhà rất tốt ở khu viên bóng mò. Nhưng Long Phi vừa rồi bị nâng lại đó là đạp tù rồi. Team xì bây giờ còn một thủ phạm flat flat trắng 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 quá rồi chị của anh đây rồi, đây đây rồi. Vâng, 42 tiết và đó là top 9 dành cho team của CSGO. Còn đề thủ cao vào của phía team dây dây leo. Và team Long Ca đang cần phải thủ rất chắc chắn tình huống này. Những ô xếp knock out vị trí của Đức Mỹ từ phía team CVD. Và team Long Ca vẫn đang thủ rất chắc, thậm chí là Quốc Thắng có một khẩu M249. Một tình huống xấy anh ta có thể nối được hai lần. Nhưng Neoti đang chờ được cứu lên và 7-1 sẽ là người cứu lại vị trí của Neoti. Sẽ còn thời gian khi mà team Long Ca không hề trả ra thêm một quả nết nào cả. Nhưng vừa rồi dây leo lại là một tình huống nằm nữa nhưng Long Ca bắt được hoàn toàn. Long Ca đã mang về cho mình được một kill rồi, mở tài khoản cho Lab cả thành viên bên phía team Long Ca. Nhưng Gheo Saman knock out được tên của mình chỉ có 74 là một pha. Đâu đó nhưng mà đâu sao đây, trong team của Deathsu đã bốc hơi hoàn toàn rồi. Nhưng bây giờ tiếp tục là chưa xảy đến từ Long Ca. Team Long Ca và team Hùng vô địch trong đó thì các thành viên từ phía team Ripple Bass chỉ cần lo lại team Smell thôi. Hai thành viên phía bên kia đường. Mình bị trụ Ngọc Tân rồi, Long Ca vẫn tiếp tục đẩy nha. Vâng, liệu thì muốn đẩy này có phải là tự tin quá hay không? Lý Long Ca và Ngọc Tân đã nghe được tiếng footstep rồi và trả thêm cả những quả smoke, thậm chí là những quả flash ra để có thể mà làm khó chịu được Long Ca. Đây thì muốn mở cánh với cậu AK mình. Vâng, xây xây và xây xuyên là smoke. Chào mừng các bạn đến đó là hội người mù Việt Nam. Nhưng bây giờ thì Gheo Sama bị knock out về đó là IQ500. Một tình huống mở cánh với chúng tôi là hơi khó rồi. Team Long Ca bị knock out những hai người và bây giờ thì Long Ca chỉ còn một mình anh chàng này thôi. Long Ca thì đang ôm vào đó là một cái cột điện để có thể mà chờ cái last smoke này tan đi, nhưng Long Ca không hề biết được sau lưng mình các thành viên bên kia họ đang
đang bám đuổi đằng sau. Bây giờ thì Long Ca đã phải nằm xuống. Một tình huống bắn tốt đến từ thành viên bên phía team của Smell. Top 4 dành cho lab của Long Ca. Bây giờ thì team Riot 3 đẩy vào từ vị trí của IQ500 và đây là cơ hội để ăn kill rất nhanh gọn thôi. Thì team Smell dùng người top thứ 3 nhưng Riot vào vị nóc vào vị trí đạt blue quá nhanh vào khi team Hung vô địch họ bắt chớp thời cơ đẩy vào giao tranh là quá hợp lý. IQ500 cần phải xoay sở qua cả Hung vô địch cũng như cả Hit Playful và một tiếng nhà bắn cực kỳ khéo vị trí của IQ500 nhưng với một nửa lượng máu còn lại thì anh ta làm đây bắn quái trong cái tình huống này và rõ ràng là cơ hội để đem về top 1 với team Riot 3 nó đang là quá nhiều trước team của Hung vô địch và anh ta đã có thể VS7 rồi với VS4 thành viên từ phía Riot 3 có làm được hay không đây khi đạp lùn nóc ăn vị trí của 1405 sẽ là một VS3. Và bây giờ thì có thêm cả player mở ra khu vực cánh đằng sau nữa. Đang bị ăn đạn và đó là một viên ốp và đó là top 1 dành cho đội cái thành viên bên phía team Ripple 3. Creatory có cho mình được đó là top 1 6 kill ở trong game thi đấu này.